Xin chào, đây là thử thách leo núi Lang Biang. Thì thật ra là leo núi nhưng mà nó rất là cực, nó cực kỳ là cực luôn. Ở trên nó rất là dốc nha. Nó treo leo như thế này và nó chỉ có những cái sợi dây bám vào thôi. Và chỉ cần sẩy chân một phát thôi là rất là dễ rơi xuống dưới. Đây, ở phía dưới này rất là treo leo này. May mà có những cái sợi dây thừng như thế này để mọi người có thể bám vào. Đây, ở phía dưới kia đấy có những anh thanh niên tập luyện rất là nhiều, nhưng mà khi trải qua những cái cung đường này thì ôi thôi, cũng chật vật. Cố lên anh. Đây. Ở phía dưới kia thì còn đang rất là nhiều người, cũng đang rất là chật vật đấy, cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nhưng mà đây mới chỉ là 1/10 đoạn đường thôi đấy, nhưng mà khi mình đi còn tới 2 giờ mới tới đỉnh. Giờ mấy giờ rồi? Sao không sao anh, thì mình lại được lên đỉnh dai và lâu hơn đó. Hello chị đẹp đó. Đó, cứ đi đâu là phải có hình mới chịu. Thành ra là khi mà mình vượt qua được những cái cung đường này thì mình thấy giới hạn của bản thân mình vô cùng là tuyệt vời. Hello, mình đang đứng ở đỉnh La Vieng nha. Lúc từ sáng đến giờ thì mình leo ở chỗ kia kìa. Sáng giờ là tụi mình đi từ cái chỗ xanh xanh này này. Đấy, leo từ sáng đến giờ. Nhìn nó gần vậy thôi nhưng mà nửa buổi sáng di chuyển liên tục rồi. Đó, và ở trên này nhìn xuống Đà Lạt thì rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Ôi, tí mình sang đỉnh bên kia anh. Sang kia, sang kia. Ôi vãi. Xong đi xuống, về. Còn đây là đỉnh cao nhất đúng không? Đúng rồi. Anh Tuấn ơi. Đỉnh anh Tuấn. Đỉnh 2, đỉnh 3 kia đúng không? Hi. Lên tới đỉnh 1 rồi mọi người ơi. Ủa, em nhớ có một cái bảng ghi Lang Biang 2167. Và đây là đỉnh này. Thì từ giờ đến chiều là sẽ di chuyển sang cái đỉnh bên kia. Đây, cái đỉnh này này, đấy. Sau đấy thì sẽ di chuyển sang cái đỉnh này. Là mình sẽ leo 3 đỉnh liên tục. Sau khi leo lên đỉnh rồi thì nhảy một cái video slow motion quay vậy thôi các bạn. Quay cảm giác chiến thắng thôi. Nếu mà các bạn có cơ hội thì nên trải nghiệm thử cái cảm giác leo núi nha các bạn. Mình leo lên đỉnh xong rồi mình leo xuống, nó cực kỳ đã luôn. Và nó vượt qua được giới hạn của bản thân mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhá.